tham muốn sắc nó, đừng để mắt Phật với mắt nó nghe cảm chúa. Amen. Amen. Quy là xin đọc. Làm sao lên và mời. 6 từ câu 30. Đoạn 6 từ câu 26 tới câu 30. Vì tại kỹ nữ có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà thôi. Người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quý báu nào để lửa trong lòng mình, mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Hả, có ai đi trên thang lửa hừng mà chân mình lại chẳng bị hồng chăng? Nghĩa nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy, phàm ai đụng đến nàng ắt chẳng được khỏi bị phạt. Người ta chẳng kinh dị kẻ trộm nếu nó ăn cắp đặng chỉ lòng mình khi đói khát. Amen. Dạ, em mời chị Kha đọc câu 31 đến 35 được không ạ? Châm ngôn đoạn 6, dạ. Em mời chị mở mic ạ. Amen, cảm ơn Chúa. Con xin đọc châm ngôn buổi sáng hôm nay. À, đoạn 6 từ 31 đến 35 hết đoạn rồi chứ. Amen, cảm ơn Chúa. Nhưng nếu nó bị bắt, nó phải đền gấp 7 lần. Nó phải trả bằng tất cả tài sản nhà nó. Người ngoại tình là người mất hết tâm trí. Kẻ làm điều đó sẽ hủy diệt linh hồn mình. Người sẽ bị thương tích vì bị sỉ nhục. Sự sỉ nhục của người sẽ không thể nào lấy xóa được, bôi xóa được, vì ghen tuông của con thịnh nộ của người chồng. Người sẽ không dung thứ khi báo thù, người sẽ không chấp nhận bất cứ một sự đền bù nào. Dù con đút lót nhiều quà cát, người cũng không chịu. Amen, cảm ơn Chúa xin hết. Dạ, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho cô chú anh chị em. Dạ, con mời chú Thiện cùng học trước bài này. Buổi sáng ngày hôm nay tôi xin học với cô bác anh chị em là câu 7-8 câu 9. Thì trong cái câu 7-8 là dùng là cái bài kiến để Chúa dạy dỗ con người chúng ta. Cái ý kiến nó nhỏ mà nó không có lãnh đạo, không có quan trưởng gì hết, nhưng mà nó sẽ làm như thế nào tôi xin đọc câu 7. Tuy nó không có quan tướng hoặc quan cai đốc hay là quan chánh. Người nào không học thì tắt mic đi, để ồ quá nghe không được. Thì Chúa dùng cái con kiến này nè, là nó sống sống theo từng bầy, nó là không có lãnh đạo, nó không có một cái người quan tướng hay là một người quan đốc nào hết, nhưng mà nó cũng biết rằng là coi như là nó phải sống như thế nào để nó sống được ở trên đất, và nó phải làm như thế nào để cho nó qua được những cái mùa khắc nghiệt mà nó phải sống. Cho nên câu 7 nó là tuy nó không có quan tướng hoặc là quan cai đốc hay là quan chấn, thì câu 8 nó là thì nó cũng biết sắm sửa lương phạm mình trong lúc mùa hè. Cô bác thấy không, khi mà cái lúc mùa hè là cái lúc mà nó phải đón nhận những cái cuộc sống khắc nghiệt, những cuộc sống khó khăn và những cái cuộc sống mà thiếu thốn, thì trong cái mùa hè này nó phải chuẩn bị trước, nó phải là biết sắm sửa cho mình, nhưng mà nó tự nó
nó thầm lòng với nhau và nó cùng nhau để nó con này làm thì con kia cũng phải làm, con này đi tha mồi thì con kia cũng phải đi tha mồi, mà nó cũng phải biết ghét trong công việc của nó làm để nó thâu giữ mọi những cái lương phạm, những thâu giữ những cái đồ ăn thức uống của nó để cho nó sống được qua cái mùa hè. Bởi vì cái mùa hè là những mùa mà nắng khô và khó kiếm đồ ăn, cho nên nó phải tích lũy trước. Tám chính là tám thâu chuẩn vật nó trong khi mùa gặt. Nó thì trong khi mà mùa gặt là cái mùa mà đồ ăn thức uống rất là nhiều và có nhiều những cái lương phẩm mà nó sẽ phải thu gom, nó phải đi thu lượm, nó phải đi tha về để nó tích trữ trong kho của nó để nó sống được qua cái mùa hè. À, thì cái con kiến mà Chúa dùng con kiến để Chúa dẫn dắt, để Chúa dạy dỗ con cái của Chúa, tuy là con kiến mà nó nhỏ, nó không có người lãnh đạo, nó không có một cái quan tướng nào, nhưng mà nó cũng biết lo sắm sửa cho nó một mùa hè và nó tích trữ lương thực và kho của nó để đủ sống trong cái mùa hè. Tôi cũng xin học chương 17 là đuổi đuổi cá tay làm đổ huyết vô tội. Thì những cái này là những cái điều mà làm gớm biết cho Đức Vương Tân. Vì những cái này là những cái người mà phạm tội trước mặt Chúa và những cái điều mà Chúa không có đồng ý mình làm những cái điều này, và Chúa không cho phép làm những cái điều này vì những cái điều này là không đẹp lòng Chúa, cho nên là những cái người mất kiêu ngạo với lưỡi dối trá thì nó là quyết người vô tội, và cái người vô tội mà nó làm quyết thì làm sao mà làm Chúa được, làm sao mà Chúa vừa lòng được. Cho nên là Chúa kêu gọi con cái Chúa là phải tránh xa những cái này và phải đừng có ở gần và đừng có nghe theo những cái con mắt kiêu ngạo và những cái lời dối trá để nó làm cho những cái người vô tội, những cái người hiền lành, những cái người trung tín mà phải đổ huyết. Ông là lòng con những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ. Những cái người mà con có những cái điều ác thì những cái người này sẽ bị phạm tội. Mà khi mà những người này phạm tội thì sao? Khi mà họ làm đổ huyết người vô tội, khi mà làm những cái sự ác đối với người công bình và ngay thẳng, và khi mà làm những cái sự gian ác ở ngoài thế gian, thì cái bước chân của họ vội vàng đến sự dữ, thì tất nhiên họ sẽ bị lực pháp và những cái lực lẽ của Chúa và của kể cả loài người cũng vậy, sẽ xử họ và sẽ phải là coi như là họ phải đền tội những cái tội mà họ nó làm ra và họ nói ra. Bởi vì miệng đầy dẫy thì bụng đầy dẫy thì miệng nói ra. Những người làm sự ác nói ra lên những cái sự ác, những sự ác, và những người mà không theo cái điều răn của Chúa và không răn giữ những cái lời dạy của Chúa thì tất nhiên họ phải chịu là án phạt mà những cái sự dữ của họ làm ra, và họ phải có tội với những người xung quanh và có tội với những cái luật pháp của Chúa. Là không chính là kẻ làm chứng gian và nói điều dối cùng gieo sự tranh cạnh trong phòng anh em. Những cái người làm chứng gian là không trung thực, không có làm không trung thực với việc mình làm, không trung thực với lời nói của mình, thì nó sẽ làm xảy ra những cái điều gian rảo, rối trá với những người xung quanh.
và họ sẽ làm cho những người xung quanh vấp phạm. Mà nếu như những người xung quanh mà không có cảnh giác và không có xem xét kỹ những cái lời nói của họ, những việc làm của họ, mà làm theo những cái điều dối trá, những lời nói gian dối, thì những người xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng cái sự gian dối của họ và những cái điều dối trá của họ mà cũng vấp phạm cùng với họ. Mà những cái điều này thì sẽ là Chúa không đẹp lòng và Chúa không chấp nhận những cái điều này, vì Chúa luôn luôn dạy dỗ con cái Chúa là phải luôn luôn yêu thương những cái kẻ bên cạnh mình và luôn luôn nói ra những cái lời mà khích lệ, những cái sự công bằng và ngay thẳng mà Chúa dạy cho con cái Chúa, để cho làm khích lệ những người xung quanh. Mà những người xung quanh không cảnh giác và không có xem xét kỹ những cái lời dối trá, những cái sự khích bác của những cái người mà là dối trá thì sẽ vấp phải những cái tội lỗi mà mình đã gây ra. Trong mấy câu này tôi học được mấy vấn đề. Cái thứ nhất đó là khi mà nó là nó như vậy, nhưng mà nó còn biết khôn ngoan, nó còn biết sắm sửa cho mình và nó cũng biết chuẩn bị cho mình, thì tất nhiên là con người không phải là thua con kiến, và con người cũng sẽ phải thấy nó như vậy. Có những lúc nghe những cái sự nói rằng 17-18 thì Chúa dạy chúng ta không nên có những cái sự kiêu ngạo dối trá và lừa dối, để thì làm ảnh hưởng tới những người vô tội, và những người này thì mình phải tránh xa ra, phải đừng có giao lưu với họ và đừng có làm theo những cái điều của họ, để cho làm cho những người vô tội bị vấp phạm và mắc phải tội lỗi. Và tất cả những điều mà khi mà họ làm ác thì họ phải gặp những cái sự ác, và họ sẽ phải đền tội với những cái việc của họ, với những cái lời nói của họ. Và những cái người mà khi mà gieo ra những cái điều dối trá và gieo ra những cái sự tranh cãi thì nó làm vấp phạm cho những người xung quanh, và nó làm cho những người anh em xung quanh phải phạm tội cùng với họ, thì mình phải cảnh giác và mình phải xem xét kỹ những việc làm này, và mình cố gắng phải bám lấy Chúa và phải tìm kiếm Chúa và học những lời của Chúa dạy ở trong Kinh Thánh. Thì tôi sáng ngày nay tôi xin học được bao nhiêu đó thì xin hết. Dạ, cảm tạ Chúa. Vì Chúa hứa với chúng ta ai tìm cầu sự thiện thì thiện tìm kiếm ân điển, nhưng ai tìm cầu điều ác tất ác sẽ xảy đến cho nó, phải không ạ? Dạ, vì chúng ta là con cái của Chúa, cảm ơn Chúa, xin cậy Đức Thánh Linh Chúa dẫn dắt chúng ta đi trong con đường ngay thẳng và đường lối của Chúa, dạy cho chúng ta sống thật là tốt đẹp hơn. Vì Chúa nói trong Kinh Thánh, ai ưa điều sự phạt, ưa sự tri thức, nhưng kẻ ghét sự quả trách là ngay dại ạ. À. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan, chọn Chúa. Dạ, con xin mời cô chú, anh chị em mình tiếp tục suy gẫm luôn trong ngôn đoạn 6 này và cùng học với nhau. Dạ, con xin mời cô chú, anh chị em nào học mở mic ạ. Dạ, con mời cô Bảy. Học xin lỗi, bữa nay ngủ quên, thức dậy quên vì tới hồi 2 giờ mấy tới 3 giờ mấy mới ngủ, và lại tính ngủ chút thức dậy ngủ quên tới giấc này luôn, giật mình thức dậy 5 giờ mấy luôn. Xin học tự nhiên mình cái câu 9, hãy kẻ đúng nhé, người sẽ nằm cho đến chừng nào, bao giờ người sẽ ngủ thức dậy. Câu 10, ngủ một chút, chợp mắt một chút, bên tai một chút,
Thì nói cũng như Chúa lên lời cũng như lẹ về sự biến nháp, cũng như Chúa thí dụ như lời kiến nè, nó câu số 6 thì lời kiến nó biến nháp, hãy đi đến lời kiến, hãy khá xem cách ăn ở mà nó khôn ngoan. Cũng như Chúa thí dụ mình á, mình con cái Chúa thì thí dụ như mình bắt chước theo cái lời kiến nè, lời kiến nó không có quan tướng mà không có gì cầm dạy dạy nó hết, nó tự nó sanh sống lên nó mà nó biết thủ cái vật thực để nó có mùa hè nó dự dự trữ. Nhưng mà mình con cái của Chúa thì Chúa nói hỏi con hỏi kẻ biến nhát người sẽ nằm cho đến chừng nào, bao giờ người sẽ ngủ dậy. Cũng như cũng học lời Chúa này, cũng như nói thiệt mình mọi lần mình cũng không hiểu gì hết, nhưng mà bây giờ Chúa dạy cái câu kinh thánh này là cũng như mình con cái Chúa thì mình hãy thức thức tỉnh thức, cái này cũng như tỉnh thức, Chúa nhắc nhở mình tỉnh thức bằng mình học lời Chúa, học lời Chúa, hiểu lời Chúa để làm theo lời của Chúa. Cũng như kẻ biến nhát người sẽ nằm cho đến chừng đó, cũng như người biến nhát thì ví dụ mình hả, không phải con cái Chúa thì biến nhát thì đâu có đi làm gì đâu, cũng nằm ở đó chờ chờ người ta làm sẵn để cho mình ăn hay là làm sẵn cái chuyện gì khi dạy sai. Cũng như đứa biến nhát nó đi sang nó đi làm cái này thì nó cũng lừa đảo, nó cũng đâu có đi làm. Nhưng mà Chúa dạy mình, con người của mình thì mình không có làm như vậy, con cái Chúa cũng không có làm như vậy. Thì mình cũng khôn ngoan một chút xíu, mình có là học lời Chúa này, Chúa cũng ví dụ như con kiến này thì mình cũng phải học cái câu này để mình tỉnh thức lại. Mình bây giờ dù có làm kiến hay gì cái học cái lời Chúa này thì mình phải tỉnh thức, mình giống như con kiến này đi. Mình có Chúa mình được phước nhiều lắm rồi, nhưng mà mấy con kiến này nó đâu có ai mà cầm đầu nó đâu, nó tự sống tự làm ơn đó. Chúa dạy mình hỏi kẻ biến nhát người sẽ nằm đến chừng nào, bao giờ người sẽ ngủ thức vậy đó. Thì Chúa dạy mình bởi vì mình học với mấy từ mấy ai cũng dạy mình cái sự tỉnh thức, cầu nguyện tương giao với Chúa. Thì mình bây giờ mình có, bữa nay tôi xin lỗi, bữa nay tôi cũng ngủ mê chút đó, tôi thức dậy trễ, cái này cũng như vậy. Bởi vì làm biếng thì ngủ hoài, đâu có tính toán gì đâu, làm biếng thì ngủ không có biết tính cái chuyện gì hết. Yêu cầu buông ra thì làm biếng thì bất cứ cái chuyện gì cũng thấy ngán lắm, không có làm là không có làm được. Nhưng mà Chúa đánh thức mình, Chúa cái xe về sự này, sự về sự biến nhát thì Chúa cũng cho mình hiểu cái sự biến nhát là mình phải trừ hỏi, mình phải học sự khôn ngoan của lời kiến này để mình học. Bây giờ mình đi ra mình học cũng như mình học kinh thánh, mình làm theo lời của Chúa chỉ dẫn. Mình ban đầu thì mình cũng không hiểu gì, nhưng mà mình cảm ơn Chúa, mình học trong kinh thánh thì mình cũng hiểu một chữ, mình cũng hiểu được hai chữ. Mình bởi tôi thấy cái điều này, tôi nói thật tôi không biết gì hết, không biết cái gì hết, nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa dẫn đường cho tôi. Thì những câu thí dụ này là cũng như con kiến, thì bây giờ mình con cái Chúa và tất cả cũng như người ở ngoài gì cũng học theo cái lời của Chúa chỉ dẫn để cho mình có sự khôn ngoan. Mình nói hay là cái gì mình cũng phải chỉnh tề những lời nói của mình, mình cân nhắc những lời nói của mình mở miệng ra mình nói cái câu đó, mình suy nghĩ có đúng hay là sai, mình nói ra một cái sự thật, chứ mình đừng có nói sự không có đúng theo lời của Chúa thì mình phạm tội. Cảm ơn Chúa vì mình suy nghĩ được nhiều đó. Xin anh chị em thêm nát như mình hiểu cái câu ví dụ này, chúng cái câu mình điều này thì Chúa. Dạ cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho cô Bảy. Dạ vì Chúa nói đây, Chúa nhắc nhở cho những người là kẻ biến nhát
Tới ngày muốn chờ đợi người ta cho hay hoặc là muốn trông đợi ai đó giống như thương thương hại mình, nhiều khi họ có mà họ than gian trách phận nên chờ đợi mà cho này cho kia mà nhưng không muốn mần, không muốn làm. Dạ, Chúa nhắc nhở những kẻ biến nhát. Còn cảm ơn Chúa với cho chúng ta được được ơn được học được cái bài học này, mình đại ơn Chúa cho mình siêng năng giỏi giang. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho cô chú và con mời cô chú anh chị em mình tiếp tục cùng học bài học trong trong ngôn đoạn 6 nè. Bây giờ dạ. từ câu 10 có hai người học đấy ha. Dạ, con mời chú Năm. Chú Hân ơi, cái nào học lại câu 6, câu 7, câu 8 nha. Dạ. Ở cảng lừa biển. Như chú Năm đã có. Chú cài tay dài, giúp mình dạy cầu nguyện đi máy cho tới 4 giờ rưỡi. Đúng. Chú bự tới 6 giờ. Nhưng mà lừa biển, chú sẽ lừa biển. Làm muốn mà cắt thịt lừa biển. Nằm nướng nướng, không biết có 5 giờ luôn. Dạ, cho con hỏi bên chú Năm Hiên có bắt hoặc gió không à? Không. Nếu có thì dạ, ở đâu nghe cái gì xù xù. Dạ, con mời chú tiếp tục học. Mà không có học, tắt mic hết đi. Dạ, đúng rồi. Dạ, cảm ơn chú. Xin chú ban phước cho cô chú. Hãy gắn với lời kiến, xem xét cách nó để học khôn. Người không có thủ lĩnh, quan chức hay người cai trị. Câu số 8, nó vẫn biết dự trữ lương thực cho mình vào mùa hè và gom và thu góp lương thực vào mùa gặt. Chúa vì mình chi lợi kiến nó không có thủ lĩnh, không có chỉ huy, không có người cai trị nó. Nó chỉ hẹp một với nhau một bầy để tha một cái nồi về để dự trữ cho mùa hè. Thì chúng ta là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng ta có ba ngôi trên chúng ta nữa, ở trên chúng ta đang canh giữ của chúng ta. Chúng ta không dự trữ lương thực của chúng ta cho Chúa ban cho. Chúng ta nói là tôi thờ phượng Chúa hàng tuần đi, học lời Chúa hàng tuần, nhưng mà chúng ta không có giữ lời Chúa trong thân thể mình. Đó là sự khôn ngoan của lời kiến. Chúa lấy cái lời kiến ví dụ cho con người mình học để mình theo của Chúa, học lời Chúa để giữ lời Chúa trong tấm lòng của mình. Đó là lời kiến nó dư tử luôn thật cho mùa hè. Có nói là chúng ta hãy con của Đức Chúa Trời thì mình hãy giữ tử lời của Chúa trong tấm lòng của mình. Mình đi ra mình nói làm chứng cho người ngoài là mình thương thích những cái linh hồn nào chưa được cứu đem về cho Chúa. Đó là thói cái mùa gặt mình sẽ gặt. Amen. Cảm ơn Chúa. Mình cứ tiêu tử đi, giữ tử là có Chúa trong tấm lòng mình này, như là tiếng giữ tử lương thực cho nó đi vào mùa hè đó. Nó không có thủ lĩnh, không có cai người cai trị, nhưng mà mình có ba ngôi cai trị cơ là mình rồi, hiểu chưa? Nhưng mà cảm ơn Chúa, mình từ khôn ngoan, xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Tôi cảm ơn Thánh, tôi học mỗi ngày, tôi đi sáng ngày tôi học, ta học Thánh tôi học từ Chúa. Thánh để là từ đầu tổ để mé thì Chúa đi đâu tôi làm từ việc khác. Chúa Thánh từ Thánh chỗ là nhà người, các người lo xây dựng các nhà cửa các người, còn nhà ta bị bỏ hoang. Tiếp tục làm phần lời kiến như Chúa bán cho bên Thánh, cho sự phòng để dư tử. Kinh Thánh là thức ăn của chúng ta, Chúa chỉ đại ban cho thì mình cứ giữ lời Kinh Thánh, mình cứ học Kinh Thánh. Đã ở dù như đi đâu về cái đầu học dài ba chữ
à, dọc hai ba đoạn hay là hai ba câu mình gánh lên học kinh thánh, nhìn thấy hoặc mình đi đâu cái máy mình tải kinh thánh được, xong đó mình học vài ba câu rồi cái đi đâu đó. Đi ra rảnh ngày nào mình có kinh thánh học vậy đấy, cao siêu bây giờ, cao siêu không có cần đem cuốn kinh thánh nào, tới máy mình tải là kinh thánh. Đặc ví dụ như đây vô cà ma mình không như chú đi đây cà ma không chẳng hết được cà ma cái bạn sau từng tiếng hai tiếng vào cái đâu có đem cuốn kinh thánh theo đâu được, đâu là cái máy ra muốn học cái đoạn nào chỗ đó là đặt học tiếp tục cộng nghiệp tiếng mới tiếp tục. Ví dụ như bây giờ dự tử tiếng nói trong lòng cũng như là đại việt bài kiếm nó dự tử cái linh thực cho nó có một hiền để đó để cứ dạy cho chúng ta mình đọc học tiếng nói đọc cái đề đọc tiếng nói đọc tiếng nói đi tới đâu đọc tiếng nói tới đó. Là ví dụ như câu ở nhà đạo quả, nếu là quả người nào có tấm lòng thật lòng mà được ngồi học đọc tiếng mới, đọc tiếng mới bây giờ lúc mà 2 giờ nửa đêm nè, bạc 3 giờ nè. Dạ, con xin lỗi chú Năm, đạo xin học mà ngắn gọn cho cô chú các phụ học ạ. À. Dạ, chú con phúc cho chú. Học tới mai, đọc tới mai nhiều nào để có cái chương trình chuyện này. Cảm ơn chú. Thì chú học cho câu kinh thánh này, tại đó thì chú học cho bản thân chú thôi, chứ không phải dám học cho ai. Nhưng mà cảm anh chị em mình cũng nghe cái câu kinh thánh đó. Của lời kiến lấy chữ công an theo thêm một kiến cảm chúa ở chú anh chú thánh rồi. Dạ, con cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho chú Năm Thiên. Dạ, vì trong từ câu 6 cho đến câu 11 này, chú nói về cái sự biến nhát à, nói về cái sự biến nhát và ở đây không có để chữ hiệp một mà như nói về trong câu 7 này là nói tiếng như là dạy cho chúng ta có sự hiệp một à. Tuy nó không có hoặc quan tướng hoặc quan cai đốc hay là quan trấn thì nó cũng biết sắm sửa lương phẩm mình trong lúc mùa hè và thâu trữ vật thực nó trong khi mùa gặt. Dạ, mà con kiến nó không có quan tướng quan trưởng mà nó còn biết đi theo từ đàn, mà nó đi theo từ lối của nó cho đúng đắn, chứ nó không có đi theo sai, không có đi sai trật à. Dạ, đây là nhắc nhở mình là cái sự hiệp một với dạy mình chơi sự siêng năng. Dạ, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho cô chú anh chị em. Dạ, con mời cô chú anh chị em tiếp tục cùng học trong châm ngôn đoạn 6 nè. Chúa, tôi cũng xin học từ câu 16 đến 19. Đó. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài đấy làm gớm ghiếc: con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những ngu ác, chân dội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng đã gieo sự tranh cạnh trong dòng anh em. Cảm ơn Chúa, từ câu 16 đến câu 19 là ông vua Sa-lô-môn ông chỉ rõ ra có 6 điều Đức Giê-hô-va gớm ghét. Và 6 những điều này Chúa nói trong ông vua Sa-lô-môn nói kỹ nè. Ông nói hết rồi. Con mắt kiêu ngạo nè, lưỡi dối trá nè. Ta làm đổ huyết vô tội. Con người mình cứ kiêu ngạo. Chúa nói sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Tôi học được đây là đừng chính đời sống của mình. Chúa nói mình đừng phe gì, ngày mai mình đừng có kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo rất là cũng như sự kiêu ngạo rất là làm cho con người mình bại hoại. Chị em ơi, nhiều khi chính đời sống của mình, nhiều khi mình không có làm được cái điều đó, mình làm thì mình không có làm, mình làm được cái điều đó mà tự nghĩ rằng đó tôi khôn chưa, tôi làm được. Nhưng mà nếu mình không có Chúa, Chúa nói nếu không có Chúa thì mình không làm gì được hết. Mình làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho mình. À, nếu mà mình kiêu ngạo,
thì mình sẽ chính mình sẽ làm hại cho bản thân mình. Vì Chúa cho Chúa ông Giô-sa-môn chỉ kỹ ra có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét đó. Chúa lúc Giê-hô-va ghét những điều đó. Và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghét. Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá. Cảm ơn Chúa vì Chúa nói Đức Giê-hô-va ban cho mình cái lưỡi được dạy dỗ, nâng đỡ kẻ mệt mỏi chứ không phải là dối trá. Cái lưỡi của mình có ngoài đời nói cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cái miệng không dành nó méo tứ tung. Cảm ơn Chúa bây giờ mình có Chúa rồi. Cái lưỡi mình tin rằng sẽ nói điều mà đẹp lòng. Mình không có dối trá nữa. Cái lưỡi của mình nói lời vua nịnh dối trá mọi điều cũng là cái lưỡi. Cũng như trong Gia Cơ cũng có dạy về nói về cái lưỡi đó. Cái lưỡi rất là quan trọng. Thì xin Chúa giúp đỡ trong lời của Chúa dạy dỗ mình. Để rồi mình để rồi cái lưỡi dối trá của mình, có lưỡi của mình nó đừng nói lời dối trá nữa. Có trong Kinh Thánh Chúa dạy có thì nói có, không thì nói không. Mình là mình bà con của Chúa rồi thì mình những điều mà trong đây có những câu nói mình ghét và gớm ghét đó, thì những điều này xin Chúa giúp đỡ chính đời sống của tôi để mình biết mình không có làm những điều đó. Mình không có dối trá, rồi tay làm đổ huyết vô tội nữa. Tay của mình làm đổ huyết vô tội, rồi lòng toan những mưu ác. Cái lòng của mình xưa hồi xưa biết Chúa, khi mình toan những điều làm ác không à. Mà những điều nào mà Chúa nói cái điều đó ác thì mình đừng nên làm. Trong Kinh Thánh anh em mình là cũng là điều ác nữa. Giết tội giết người, mượn mà không trả. Mượn mà không trả cũng là điều ác nha. Bởi vì trên Kinh Thánh Chúa nhắc nhở xin mình có mượn cái gì của ai đó, bà ngoại ưa dạy hoài à. Mượn cái gì của ai thà người ta cho. Nhưng mượn phải nhớ mà trả, dầu ít cũng hay là nhiều. Mượn mà không trả cũng là điều ác. Mà trong đây nè Chúa nói là lòng toan những mưu ác. Cái lòng mình đó, lòng đầy dẫy nguyện mới nói ra đó. Cái lòng mình toan những điều ác á, tuy rằng mình không có làm nhưng cái lòng mình tính thôi thì Chúa cũng biết nữa. Vì Chúa nói người đời nhìn bề ngoài nhưng Đức Chúa Trời nhìn tấm lòng. Cảm ơn Chúa để rồi những lời của Chúa chỉ ra trên đời sống của tôi, để trong đời sống của mình có những điều này, xin Chúa cắt ra khỏi để mình không có toan điều như này. Chân dội vàng chạy đến sự dữ. Khi mình nghĩ đến điều ác thì cái chân của mình dội vàng chạy đến. Bởi vì Chúa nói không có ngồi chung với kẻ ngạo bán mà. Không có đến, không có ngồi chung với kẻ ngạo bán và không có làm những điều dữ. Mà trong đây thì vua Sa-môn ông có sự khôn ngoan của Chúa, ông kinh nghiệm, ông dạy dỗ mình trong lời của Chúa để lợi cho mình biết. Rồi kẻ làm chứng nói điều giả dối nữa đó. Kẻ làm chứng nói điều giả dối cũng là cái lưỡi. Nếu mình thấy chuyện có thì nói không, chuyện không thì nói có. Mình làm chứng giả dối nữa. Ví dụ trong ngoài thế gian này đi, mình thương người đó thì lại mình làm chứng dối nữa. Cho người đó người ta không có, mình cũng vẫn nói có. Đó là mình làm chứng dối. Cũng như trong sách Phục Truyền đó, Chúa dạy mình trong sách Sứ Diếp Ô Ký, Sứ Diếp Ô Ký Chúa dạy đừng có làm chứng dối. Đây cũng như lời của Chúa cũng dạy dỗ mình đừng có làm chứng dối nè. Cũng cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong chồng anh em mình nữa. Khi mình tranh cạnh, Chúa kêu đừng có tranh cạnh nữa. Thì ở đây tôi chỉ học tóm tắt thôi. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Đức Giê-hô-va gớm ghét là từ câu 16 đến câu 19 này. Vì vua Sa-lô-môn nó chỉ ra hết. Thì trên đời sống của mình mỗi ngày, nếu mà chính đời sống của tôi chứ tôi không dám nói ai nha, nếu còn có những điều này, nguyện xin Thánh Linh của Chúa chỉ để cho mình biết những gì mà lời của Chúa nói không, ghét, gớm ghét là mình phải từ bỏ. Để là trong đời sống của mình á, nhất là sự kiêu ngạo nè, sự gớm ghét của Chúa là sự kiêu ngạo nè, rồi cái lưỡi gian tà, dối trá, làm chứng dối, tất cả mọi điều này là Chúa đã là Chúa đã dùng Sa-lô-môn để lời hết cho mình biết. Thì cảm ơn Chúa, đó là những lời dạy của Chúa là chúng ta mà trong dạy cho mình, thì chính đời sống của tôi để mỗi ngày mình có làm điều gì trong những cái điều này mà Chúa nói Chúa gớm ghét, Chúa ghét đó. Thì xin chúng ta để rồi mình sống đẹp lòng Chúa,
Chứ trong mấy cái điều này mình chỉ phạm chừng điều hai điều thôi thì cũng phạm tội nữa. Trong Chúa không phải nói tội lớn hay tội nhỏ đâu chị em ơi. Nếu là tội thì như nhau. Thì cảm ơn Chúa cho mình, lời của Chúa để lại cho mình gìn giữ, nghe và làm theo. Biết rằng mình làm theo, chọn không bao giờ chọn vẹn hết. Nhưng mà tôi tin mỗi ngày mình kinh thánh, mình biết điều đó sai. Thánh linh của Chúa chắc thì xin Chúa giúp đỡ để cho mình từ bỏ chính đời sống của tôi, để qua những điều mà Chúa gớm ghét, Chúa ghét này, để tôi sống cho sống đẹp lòng Chúa. Tôi cảm ơn Chúa, tôi chỉ suy gẫm được bao nhiêu, xin anh chị em cứ tiếp tục học. Cảm ơn Chúa, chị em đã lắng nghe. Dạ, con cảm ơn Chúa, xin Chúa con phước cho cô Tám. Dạ, con mời cô chú anh chị em trong phòng Zoom này và cùng học với nhau trong trong ngôn ngữ sáng nè. Dạ, cô chú anh chị em học mở mic ra cùng chúng ta cùng học ạ. Dạ, con xin mời. Dạ. Trong thời gian chờ đợi cô chú suy gẫm trong trăm ngôn luận sáu này, con cũng cùng học với cô chú anh chị em trăm ngôn luận sáu và trong về chú dạy về sự tà dâm. Dạ, con xin đọc ngắt đoạn như câu này là vì chú dạy cho con làm câu 23, chú dạy tới câu 28. Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quả trách khuyên dạy là con đường sự sống. Cảm ơn Chúa trong Thi Thiên 119 trong câu 5, Chúa cũng nói là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa là ngọn dạng 119 à? Dạ, lời Chúa Thi Thiên 119 105. Nhà lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi, cũng như ở trong trong ngôn đoạn 6 câu 23 này cũng để gì à, là ngọn đèn và ánh sáng, lời Chúa là sự sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì cũng trong Thi Thiên 103 Chúa cũng nói lời Chúa ngọt họng tôi dần bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Thì cảm ơn Chúa, thật là lời Chúa. Chúa là lời Chúa là ngọn đèn, vừa thêm ánh sáng, vừa thêm ngọt họng chúng ta nữa. Cảm ơn Chúa. Thì Chúa nói cũng trong Thi Thiên 119 này, trong câu 50, lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Và cũng giống như là sống lại thì dưới trong ngôn câu mà đoạn 6 câu 23C này á, hay B á, là và sự quả trách phiên dạy là con đường sự sống. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa làm cho chúng ta sống lại à. Cảm ơn Chúa. Đặng người tới câu 24, đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp và khỏi lưỡi vua nịnh của dâm phụ. Lòng con chớ tham muốn sắc nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó. Vì tại kỵ nữ có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà thôi. Người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quý báu. À, cảm ơn Chúa là dạy cho đây là nam và nữ. Khi chúng ta tỉnh thức, không có để cho cái Satan ma quỷ mà dụ dỗ chúng ta. Dù họ có cái gì quý giá, họ cũng có sẵn, họ cũng lừa chúng ta. Mà đến đổi mà như giống như như dí ra một cái người dâm phụ dẫn lừa sẵn linh hồn quý báu nè. Họ mà mưu kế đa đoan, họ nói cái gì cũng được hết trơn, mà như Mỹ sao mà bị dụ được cái người kia thôi. Cũng như trong phục trong 32 trong phục truyền luật lễ ký đoạn 5 câu 18 thì Chúa dạy chúng ta cũng là đừng phạm tội tà dâm á. Dạ, cảm ơn Chúa. Vì trong sách Ê-díp-tô ký cũng vậy, đoạn 20 câu 14 cũng đừng không
đừng có phạm tội tà dâm. Dạ, trong những đoạn này là dạy cho con biết là lời Chúa là làm cho con được sống lại. Lời Chúa là ngọn đèn cho con, chân con cảm ơn Chúa là ánh sáng cho đường lối con. Vì Chúa dạy cho con trước đây cũng như lúc con chưa biết Chúa, giờ cảm ơn Chúa cho con tỉnh thức là con không có bị mắc lừa với người khác nữa. Họ nói ngon nói ngọt, họ thề non hoạn biển, họ nói đủ thứ để mà được mà lấy lòng mình, nhưng thật sự là họ không có Chúa, họ toàn là giả dối. Nhưng con thật sự từ ngày con có tin Chúa rồi, giờ con mới biết là lời Chúa để cho con sống lại, cho con tỉnh thức, cho con biết sống theo đường lối Chúa, và con cũng biết sống chân thật. Con cảm ơn Chúa thật lớn lao, vì con cảm ơn Chúa là con được làm con của Chúa, và con cũng được làm anh, làm em, làm con cháu của cô chú anh chị em. Thật, tuy gần cái đoạn này con cũng không biết sâu sắc cho hết mà cảm ơn Chúa cho con tỉnh thức hơn nữa. Dạ, con xin mời cô chú anh chị em mình tiếp tục cùng học trong ngôn đoạn sáng này ạ. Nếu có gì sai sót thì cô chú dạy con thêm. Dạ, con mời cô chú anh chị em. Bây giờ này không ai học, cô mời anh xuống học thêm chứ. Tôi cũng học chung với mà anh em buổi sáng nay thì học trong sách Châm Ngôn đoạn 6 câu số 6 và tới câu số 8. Tôi xin phép đọc lời Chúa. Hỡi kẻ biến nghe hại đến quy lời tiếng, xem xét cách nó sống để học khôn. Dù không có thủ lĩnh, quan chức hay người cai trị, nó vẫn biết dự trữ lương thực cho mình vào mùa hè và thu gom thực phẩm trong mùa gặt. Cảm ơn Chúa vì đây ứng dụng Chúa dạy cho những cái con, những người tín hữu, đó là dạy dỗ về lùi kiến, lấy lùi kiến về chỉ về lùi kiến. Trước đây thì tôi cũng xin Chúa thì tôi cũng ngồi, tôi cũng dòm ngắm con kiến, nguyên một đàn kiến như đó. Nhưng mà nó đi tha một cái hộp, đi tha một đòn, một cái hộp gạo đó, để đem về cái tổ cho nó. Giống như tha rồi, cái nó tha không nổi, tới con khác tha nguyên một đàn nó dài vậy đây, rồi cuối cùng nó sẽ đem về trong cái lương thực của nó. Tuy rằng hộp gạo nó như bự thì, nhưng mà nó ghi không nổi, nhưng mà nhiều con thì ghi về tới nó nổi ông bạn kìa. Thì chú ví dụ đây là lời kiến. Đây là có ba điều biến nhát cần làm, đó là đi đến lời kiến. Mọi người làm biến hãy đi đến lời kiến, Chúa kêu hãy đi đến lời kiến. Đi đến lời kiến để làm gì? Đến với một trong những tạo vật nhỏ bé của Đức Chúa Trời. Đến đó đây để vật nhỏ bé của Đức Chúa Trời. Thực ra đi tìm lời kiến cũng chẳng nhọc công, tốn sức gì để vì chúng sống rất gần con người ông bạn chị. Con kiến nó sống rất gần con người. Mình dòm thấy con kiến thì nó rất là nhỏ bé nhưng mà rất là khôn ngoan. Nó biết dự trữ trong mùa hè. Đây là nói về quan sát sinh hoạt của loài kiến. Quan sát sinh hoạt của loài kiến là thế giới có hơn 10 loài kiến. Thế giới này có hơn 10 loài kiến đâu mà anh chị em. Loài kiến mà người biến nhát cần quan sát là loài kiến thu chữ cho mình. Loài kiến những người có đông nhân cần phải quan sát là phải loài kiến biết thu hoạch vào mùa hè, vào mùa gặt ra ngoài anh em. Rồi học khôn có ba loại.
Đức Chúa Trời dùng con kiến như một lồi khí cụ, như một lồi khí cụ dạy dỗ chúng ta. Đó là con kiến chỉ là một loài vật nhỏ bé mà còn giống như là một khí cụ dạy dỗ để cho những người làm biến nhát thì làm biến nhát để dòm thấy. Thì con kiến nó gần gũi con người lắm, mình nhìn thấy mỗi ngày á, những người nào mà biến nhát hay ngồi buồn buồn á, nhìn thấy nó tha những cái này đi mà nó có đàn vậy, rất là vui ông bà anh chị em. À, thì đó này nó có đàn nó ngủ, à, nó làm gì nó cũng có đầy, có nó tha của hộp gạo không nổi, nhưng mà nó con khác nó tiếp, à, nó tha một đàn cái cuối cùng cái hộp gạo nó đưa về đến chỗ cái kho của nó để làm gì, thu trữ vào mùa gặt, à, để cho nó. Cũng giống như một người cơ đốc nhân vậy đó, một trong cái hội thánh nếu mà không có hiệp một thì vương quốc Đức Chúa Trời không có lớn ông bà, thấy không? Tại mình cầu nguyện hoài, mình cũng cầu nguyện là hãy cho đi, xin cho anh em chúng con yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời, à, cùng nhau hiệp một mà lấy dây danh từ xích yêu thương, xích tất cả ông bà anh chị em và tôi lại để cùng nhau hiệp một, cùng nhau xây dựng của Đức Chúa Trời, chứ không ai hơn ai mà không ai thua ai, giống như là cũng ngang bàn với nhau, giống như mình là một cha ở trên trời, là mình là anh em với nhau, đúng không? Mình là tình yêu thương trong Chúa Giêsu Christ, không phân bì người dở người hay, chứ không bạn chị, cùng nhau hiệp một, người đi trước thì chuyển lại người đi sau, à, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau chia sẻ những lời ăn nói, những cử chỉ hành động và lời của Chúa, lời Kinh Thánh phải chia sẻ với nhau để cho vì sao cùng nhau lớn lên mà cùng nhau hiệp một xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Cũng giống như cái đàn kiến này nó biết dự trữ trong mùa gặt, tại sao nó tha hộp gạo mà nãy giờ tôi nói với ông bà anh em, nó tha không nổi mà tới con khác tha từ từ cái cũng đầy ổ luôn bà. Kiến tha lâu thì sao đầy ổ, đúng không? Thì cuối cùng mình học lời kiến này này, cuối cùng mình mới đầu mình đâu có biết, tôi không biết, tôi không nghe đâu, tôi không biết gì, tôi không có làm theo, tôi không biết gì, tôi không muốn nghe ai giảng ai làm. Nhưng mà mình cứ từ từ rồi cuối cùng cũng đầy ổ, mà cuối cùng cũng đầy đầy bụng luôn. Mình là nói về đầy bụng lời của Chúa đó, là đầy bụng của mình. Nếu mình siêng năng, mình chịu cần cù, mình chịu làm theo lời Chúa, mình chịu làm theo lời Chúa mà cũng chịu cùng nhau chịu nhóm lại nhiều người, bởi vì ta nói một cây làm chẳng nên non, ba cây giùm lại nên hòn núi cao, đúng không? Thì một mình không làm gì được đâu ông bạn chị, à, phải nhiều người nhóm vô lại, người nói này người nói nọ, thì cuối cùng cùng nhau học và cùng nhau suy ngẫm lời của Chúa, mỗi ngày ăn nuốt lời của Chúa, nghiền ngẫm lời của Chúa, thì mỗi ngày tăng trưởng thuộc linh ông bạn chị em chúng ta lớn lên, cùng lớn lên để làm gì, cùng nhau để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời, à, thì phần thưởng đó là ở thiên đàng ông bạn chị. Nhưng ông bà anh chị em và tôi phải siêng năng cho tương lai, nào xem lại cho kỹ theo ông bà anh chị em và tôi đang siêng năng làm nghèo cho tương lai của ông bà anh chị em và tôi ở thiên đàng. Hiện nay tôi với ông bà anh chị em chúng ta, à, những cái dự trữ tương lai hiện nay là tương lai mà siêng năng, tương lai ở đâu và tương lai tại ở chỗ nào, và xem lại cho kỹ kẻo ông bà anh chị em và tôi siêng năng làm nghèo á ông bà anh chị em, siêng năng làm nghèo cho tương lai của ông bà anh chị em và tôi ở thiên đàng. Nhiều khi mình siêng năng á, mình làm nghèo á, làm nghèo ở cho tương lai của mình á, là ở thiên đàng á. Mỗi ngày cứ siêng năng, cứ cần cù đi đuổi lưới nè, đi gánh bắn bưng nè, đem ra chợ rồi cái nọ làm siêng năng đó là làm cho ở thế gian này nếu mình muốn làm giàu, nhưng mà làm nghèo ở vương quốc Đức Chúa Trời, cái tương lai của mình á. Rồi thu chữ chuẩn bị cho mùa đông,
thu trữ và chuẩn bị cho mùa đông, thì đối với chúng ta hiện tại là cơ hội chuẩn bị cho tương lai của mình. Con kiến thu trữ nó tới mùa đông đó, mùa lạnh đó, mà anh em, mà mình hãy thu trữ cho, chuẩn bị cho tương lai của mình, đó là vương quốc Đức Chúa Trời. Chuẩn bị cho tương lai của mình đó là phải làm gì? Học lời của Chúa, chuẩn bị cho tâm linh và đời sống của mình, để đời sống của mình biến đổi, để tâm linh mình biến đổi, để mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu nhiều hơn, qua đời sống ông bạn trên chúng ta nhiều người được cứu. Đó là chuẩn bị cho tương lai của mình. Phải học lời Chúa, phải siêng năng cần cầu đeo đuổi lời Chúa, phải chuẩn bị cho tương lai của mình ông bà chị. Chuẩn bị cho tương lai của mình, nước Đức Chúa Trời đã gần rồi. Nước Đức Chúa Trời đã gần rồi, nếu mà không chuẩn bị kịp thì sao? Chúa đến giống như kẻ trộm, đúng không? Đâu canh nữa. Mình phải chuẩn bị trước cho tương lai của mình, rồi mình sẽ nhận được mão chiều thiên của sự sống. Cảm ơn Chúa. Vì đây là tôi học có ba tựa đề, đó là đi đến lười kiến để học khôn, rồi ở đây là quan sát sinh hoạt của lười kiến, học khôn theo lười kiến. Con kiến nó gần gũi con người lắm, nhìn đi mọi người, nếu mà không lo học lời Chúa, mỗi ngày làm biếng không học lời Chúa thì mỗi ngày tìm ra làm gì. Nhìn con kiến đi, nó đi có đàn vui lắm bạn em. Gần tới mùa mưa nè, bắt đầu nó đi tha đó, bắt đầu sửa sạn tháng 3, tháng 4 và rồi họ đi tha, họ kiếm bắt đầu dự trữ cho mình, rồi mình ngồi đó mình nhìn thấy cũng vui lắm. Thì nó có đàn. Cảm ơn Chúa, vì tôi học ở đây là học phôn cho, học về nhận biết lười kiến và sinh hoạt của nó và thu hoạch của lười kiến. Đó là biết giữ chữ cho cái kho và cái tổ ấm của nó. Mình là người công nhân phải biết học tìm kiếm lời Chúa, ăn nuốt lời của Ngài, phải thu chữ để cho đời sống tâm linh của mình được biến đổi, mà từ ở bên trong để chỗ ra bên ngoài, để mọi người dòm thấy đời sống bạn cho em chúng ta mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu nhiều hơn. Đó là phải siêng năng cần cầu, phải cầu nguyện tư giao với Chúa và học lời Chúa, tìm kiếm lời của Ngài, thì cuối cùng đời sống tâm linh của ông bạn chị em chúng ta sẽ được biến đổi và trở nên công cụ sắc bén trong tay của Chúa. Đó là tôi học được, bởi vì trong Kinh Thánh ở Giô-sê đoạn 1 câu 8 cũng có nói là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hãy cẩn thận mọi điều chép trong đó. Vì trong đó con đường mình mới được hình dưỡng, mà trong con đường mình mới được thành công. Phải có lời Chúa, phải ăn nuốt lời của Ngài, mỗi ngày cài xới ở quyển Kinh Thánh này, mỗi ngày tìm kiếm, thì cuối cùng đời sống thuộc linh ông bà anh chị em và tôi sẽ được tăng trưởng và sẽ được mỗi ngày. Anh em, nếu mà mình không có lời Chúa thì hay để người khác giáp phạm đó ông bà anh chị em. Nếu mình có lời Chúa thì mình biết tha thứ với nhau, biết có lời Chúa thì biết mềm dẻo và biết yêu thương người khác. Nếu con người không có lời Chúa mà nói về xác thịt không, thì nói chung với mọi người đều giáp phạm, mất giáp phạm, làm hay làm giáp phạm cho anh em của mình. Đó, vì cái đây là nói về biến nhát, phải tránh xa ông bà, phải cố gượng sức lên. Phải, nếu mình làm không được, làm không nổi, phải nhờ cậy quyền phép Đức Thánh Linh để cai trị lòng của mình, để cho mình tâm linh mình được tăng trưởng và mỗi ngày cho mình được siêng năng. Xin Chúa ban thêm sức cho mình. Chúa nói là mọi điều mình làm là sức của Ngài chứ không phải là mình. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước lại cho ông bà anh chị em và tôi. Hãy đi. Cảm ơn Chúa. Amen. Dạ, cảm tạ ơn Chúa. Dạ, xin Chúa ban phước cho anh Sốt. Thì bài học ngày hôm nay dạy cho chúng ta là về sự biến nhát và dạy cho chúng ta có sự hiệp một nữa. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta phải nên hiệp một cùng như ở hội thánh, như mình thờ phượng hội thánh như chỗ nơi mục sư Bảo, thì mình hiệp một với mục sư Bảo và anh chị em ở đó. Cảm ơn Chúa. Dạ, con xin Chúa ban phước cho cô chú anh chị em chúng ta. Dạ, trong sau giờ này thì có cô chú nào có học nữa thì mở mic ra học, còn nếu không học nữa thì con cũng mời cô Bảy cầu nguyện kết thúc bài học ngày hôm nay. Chúng ta còn đi hội thánh hay gì tới giờ còn thờ phượng Chúa nữa.
Dạ, chúng ta có sự chuẩn bị sẵn cho tốt đẹp hơn. Cảm ơn Chúa, xin chị em hiệp mộc với tôi cầu nguyện. Con ngợi Thiên Chúa. Tiếng mẹ ơi, tiếng ơi. Dạ, bắt tiếng này. Dạ, sau bài cầu nguyện này thì chúng ta cầu nguyện chung. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, hallelujah, con ngợi Thiên Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Chúa cũng đánh thức chúng con, mỗi buổi sáng chúng con để chúng con hiệp miệng nguyện lại, để chúng con suy gẫm lời của Chúa qua đoạn châm ngôn này. Chúa ơi, xin Chúa cũng ban cho chúng con có sự khôn ngoan thông sáng để chúng con học theo sự dạy dỗ của Chúa, để chúng con làm theo lời của Chúa chỉ dẫn chúng con, để chúng con học theo những lối ăn, lối của đàn kiến này cũng như sự khôn ngoan. Xin Chúa cũng ban cho chúng con để chúng con học bữa nay, để chúng con nắm bắt được lời của Chúa chỉ dẫn chúng con, có sự khôn ngoan để chúng con đánh, Chúa đánh thức chúng con, để chúng con làm theo lời của Chúa chỉ dẫn, để chúng con suy gẫm lời của Chúa mỗi ngày. Xin Chúa cũng ban cho chúng con có sự dạn dĩ, sự mạnh mẽ hơn nữa, để chúng con làm theo lời của Chúa chỉ dẫn chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Giờ đây chúng con cũng dâng tất cả anh chị em chúng con lên cánh tay quyền năng của Cha. Chúng con nói rằng chúng con yêu Ngài, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cầu nguyện chung ạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, Cha trên ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn cùng Ngài. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin sẽ để chúng con xa trước cám dỗ, sống của chúng con ra khỏi điều ác, vì nước, quyền, kiểm thuộc về Cha đời đời. Amen. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Amen. Dạ, ngày mới xin Chúa ban sức mới cho cô chú anh chị em nha. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, con xin Chúa cũng xài thiên sứ gạo 40 nhà thờ không? Dạ.